Xin chào tất cả các con Hôm nay thầy làm một cái video nho nhỏ Trả lời cho các bạn học sinh Cái câu hỏi mà thầy đi dạy vẫn hay gặp phải Các bạn ấy cứ hỏi Thầy ơi, nhà thầy có giàu không? Thì thầy cũng không biết trả lời như nào cho nó hợp lý cả Tại vì như chúng ta biết đấy Trong toán học Thì mọi thứ nó rất là rõ ràng Hình vuông Là hình mà có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc bằng nhau cái hình như thế là hình vuông và chúng ta vẽ một hình ra chúng ta biết ngay đây có phải là hình vuông không đấy thì toán học nó có tính rõ ràng và tính duy nhất rất là cao thế còn trong đời sống và nhất là cái câu chuyện giàu nghèo thì khi nói ông a ở nhà ông giàu lắm rồi bà b nhà bà b nghèo lắm rồi nhà bạn c nhà bạn c giàu lắm thấy đi học mang bao nhiêu tiền đi học xong rồi toàn thấy đồ đẹp đồ xịn đấy thì cái câu chuyện mà chúng ta nói về giàu nghèo nó cũng cũng thế nào, nó chỉ tương đối thôi chứ nó không có chính xác được như toán học đâu. Tại sao? Tại vì nó tùy vào định nghĩa của chúng ta thế nào là giàu, thế nào là nghèo. Mà giàu thì sao? Nghèo thì sao? Mà ứng xử với cái sự giàu nghèo đấy như thế nào? Quan điểm của chúng ta thế nào để chúng ta có thể cân bằng được cuộc sống? Thì cái 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 điều đó là cái điều mà thầy muốn chia sẻ với chúng ta hôm nay nhá. Thì đầu tiên là chúng ta phải hiểu là cái sự giàu có này này nó tùy vào định nghĩa Nó tùy vào định nghĩa chứ Nếu như một người người ta chỉ cần là Coi là có một cái nhà Nhá Nếu chỉ Cần Có Nếu chỉ cần có Mở ngoặc thôi nhá Chứ không phải là Một trong các một trong số Một trong số Không phải là có tất cả đâu Có tất cả thì hiển nhiên là giàu lắm Ví dụ thì lấy kê thế này Nếu chỉ cần có một trong số Ví dụ như là một nhà này Hay là một chung cư này Đấy Hay là Một cái xe Tàng tàng này Đấy Hay là Một cái tivi này Đấy Vân 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 Nếu mà chỉ cần có một trong những cái thứ như thế này thôi Thì Mà kết luận là giàu ấy Mà kết luận là giàu thì suy ra thầy giàu, Đấy, thầy khẳng định như vậy, vì cái chỗ mà thầy đang đứng để làm video clip cho bọn con như này đây nó là một cái chung cư ở khu đô thị thanh hà, thầy đã mua cái chung cư này rồi, nhá yeah. thế thì thấy cũng có chung cư rồi, anh mua một cái xe tàng tàng để đi rồi, uh, thầy giàu, nhá yeah. ok. Thế còn nếu như chúng ta lại định nghĩa là nếu cần có nhiều và đồng thời Những thứ sau đây Ví dụ như là iPhone 15 này Hai cái nhà này Xe đẹp này TV Phải tầm từ lớn hơn hoặc bằng 55 in này Úi rồi ôi Thế này thì suy ra là Thầy nghèo Bởi vì là thầy không có mấy thứ này đâu Nhà thì không có tivi luôn iPhone 15 thì cũng không có luôn Cái điện thoại mà thầy đang quay video cho chúng ta này Thầy mua từ năm 2017 Từ năm 2017 đến bây giờ Trộm vía nhé phải nói trộm vía chứ Đến lúc mình khoe khoang là nó ít hỏng Đến lúc quay xong clip này nó hỏng Thì phí điện thoại ra Cái tình trạng đấy hay gặp lắm Cái điện thoại này thầy mua từ, từ năm 2017 rồi Đến bây giờ thì chắc bán được khoảng không Biết có nổi 2 triệu không Đấy, nếu mà định nghĩa như thế thì thầy không giàu. vậy là mình giàu hay mình nghèo thì nó tùy vào định nghĩa. nên khi mà chúng ta nói chuyện về giàu nghèo đối với người a người b người c thì đôi khi là cái sự nói và sự hiểu sự cảm nhận của mỗi một người trong một câu chuyện ngay một lúc đấy thôi nó đã là khác nhau rồi. Ở bạn bảo nhà ông a giàu nhưng người khác thì chưa chắc bảo ông a đã giàu rồi nha đó và đấy nó còn còn tùy vào định nghĩa là 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 giàu giàu cái gì nữa cơ đấy nó còn lại tùy vào định nghĩa là giàu hay giàu có về về tiền hay là giàu có về tình cảm hay là giàu có về kiến thức tức là có nhiều kiến thức đấy hay là giàu có về tri thức vân 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 nó có rất nhiều cái khía cạnh về chuyện giàu có mà chúng ta còn bàn bạc nữa kiến thức là những cái thứ chúng ta học phổ thông ấy, trong sách giáo khoa những cái đời sống này đơn giản lắm. Thế rồi là tri thức nữa, tri thức thì nó cao cấp hơn kiến thức một chút. Nó còn bao gồm cả những cái ứng xử trong đời sống, những cái quy luật trong đời sống. Nó cao hơn kiến thức một chút. Thế có những người thì họ giàu về tình cảm. Thế rồi cái câu chuyện tiếp theo, đằng sau cái, cái cái hình thức, cái vật chất, cái biểu hiện mà chúng ta nhìn thấy, thì câu hỏi đặt ra là Thế nên giàu hay nên nghèo? Thì tất nhiên là, 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 là câu trả lời rõ ràng sẽ phải là gì? Nên giàu hay hay nghèo? Chắc chắn chúng ta nên trở lên giàu có nhá. Nên giàu. Nhưng nhớ là không được hiểu hạn hẹp và cực đoan về việc giàu là chỉ nói về tiền bạc nhá. Lên giàu nhưng không cực đoan. Chỉ giàu tiền bạc. Đấy. Không cực đoan là chỉ có hiểu về giàu tiền bạc đâu, chúng ta còn phải giàu về tình cảm nữa, giàu về kiến thức, giàu về tri thức. Đúng không nào? Thế nhưng mà có bạn lại sẽ phản biện với thầy rằng con thấy nhiều người cũng giàu lắm, nhưng mà người ta lại khổ. Khổ về cái gì? khổ về đường tình duyên này, khổ về tình cảm này, chuyện yêu đương này, cưới xin này rồi khổ về đường con cái này, giàu lắm nhưng mà con cái nó phá lắm, nó ăn chơi lắm rồi nó nghiện hút nữa, rồi nó nhiều cái thứ khác nữa. Thế rồi tuy là người ta giàu lắm nhưng mà người ta lại lại, lại kiểu như là bị người khác nói là kém ứng xử chẳng hạn thế, hay là thiếu kiến thức, hay là à, giàu nhưng mà có nhiều tiền thôi chứ còn ăn chơi đua đòi lắm rồi cũng abc các kiểu tệ nạn nữa thế thì lên giàu rồi nhưng mà cũng lên cân bằng các mặt khác nhá rồi giàu nhưng mà giàu nhưng nên cân bằng các mặt khác rồi gì nữa rồi giàu nhưng mà nếu chẳng may một cái lý do chính đáng nào đấy hoặc may mắn nào đấy chúng ta trở nên giàu quá thì sao giàu quá thì lại càng phải cố gắng cân bằng chứ giàu quá mà lệch thì nó lại càng lệch là càng chết luôn giàu quá mà không biết quản lý số tài sản của mình không biết quản lý thân tâm của mình sẽ còn ảnh hưởng đến cả con cái tại vì giàu quá thì mình thường cho con nhiều tiền cho con ăn chơi cho con tiêu xài hoang phí thế có phải là mình hại con không nên là khi bằng một cách nào đấy rất chính đáng thôi hoặc vô tình may mắn Chúng sổ số, số chẳng hạn giàu quá lại càng phải cân bằng tri thức, tình cảm, gia đình và thân tâm của chính mình. Tại sao thầy lại còn phải thêm cả cái chữ thân tâm của chính mình nữa? Vì thấy chưa giàu quá nên có thể là nó chưa rơi vào tình trạng đấy nhưng thầy có thể hình dung được mà hình dung được để còn phòng tránh nhỡ mai kia giàu quá hay sao đúng không giàu quá thì cũng phải chú ý về cái thân tâm của chính mình bởi vì sao khi giàu quá rồi thì thường sướng thoải mái rồi đôi khi nó nảy sinh cái sự khoe khoang hoặc là nảy sinh cái sự ăn chơi ví dụ bây giờ thì thầy chưa giàu thì thầy cũng bình thường như này thôi nhưng nhỡ mai kia mà thầy giàu quá thì thầy sẽ mua một cái siêu xe này rồi là thầy đi vào quán bar này đi vào các nhà hàng này rồi đi hát karaoke này rồi đi ăn chơi nhậu nhẹt xong rồi có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội xong bạn bè rủ dê rồi còn cả nghiện hút nữa ấy dâu quá mà tiền tiêu không hết thì bạn bè nó lại nhiều mà tiền tiêu không hết thì lại thoải mái đi ăn đi chơi còn khi không có tiền thì đâu có dám vào nhà hàng đắt tiền đâu làm gì có bạn bè mà rủ đi ăn cao lương mỹ vị hay là món nọ món kia đặc sản ở các vùng miền xong rồi hút tí cho nó cho nó biết thường thì bao giờ nghiện hút cũng sẽ bắt đầu từ cái việc là hút tí cho nó biết thử xem nó ra làm sao thế rồi lâu lâu nó mới nghiện chứ có phải là tự dưng mà nghiện ngay đâu đúng không nào Đấy. thế lại tiếp tục nói thêm một tí đi tại vì đằng nào thì hôm nay cũng mất công nói về cái câu chuyện giàu nghèo rồi thì đó là cái định nghĩa này xong rồi nên như thế nào này đúng không thế rồi ừ, thế nhưng mà nói lên như thế nào thầy bảo lên giàu thì nhiều bạn ấy cũng thắc mắc thế nhưng mà con không giàu được thì sao thế thì thì thì, thì cái câu chuyện ở đây là làm sao để giàu? Nhá. Yeah. Làm sao để giàu? Thầy chưa đủ tuổi để trả lời cái câu hỏi này một cách cặn kẽ đâu. Bởi vì thầy thấy có nhiều diễn giả và nhiều doanh doanh nhân, những người thành đạt, những người dạy các khóa học làm giàu, họ nói cái này nó hay lắm. Nhưng mà ở đây là thầy chia sẻ với bọn con thôi, bởi vì thầy đăng cái này trong kênh học toán mà là thầy đang nói với học trò của mình thôi chứ còn tuổi gì mà nói với mọi người trong xã hội không đủ trình nhá làm sao để giàu thì thầy gợi ý những cái cách đơn giản và những cái điều mà nói ra đúng đúng thôi để cho bọn con ngay từ lúc nhỏ nhỏ khi mà học toán trên kênh của thầy thì thì chẳng may có nghe được cái video này thì bọn con có những cái định hướng ban đầu và những cái định hướng thì hy vọng là nó đúng đi để sau này có thể giúp ích cho bọn con trong tương lai ví dụ như đầu tiên là con gì học hành nghiêm túc chăm chỉ. Đừng phản biện với thầy rằng là có nhiều tỷ phú người ta không cần học nhé. Đấy là không cần học ở trường thôi. Hoặc là không học ở trường danh giá thôi, không học trường chuyên lớp chọn thôi, chứ còn học ở đây là học nói chung, học hành trong đời sống, rồi là tự học, ngay như việc chúng ta nghe cái video này của thầy thôi là chúng ta đang học rồi. Và chúng ta nghe một cách tử tế, nghiêm túc, có suy ngẫm thì đã là học hành nghiêm túc chăm chỉ rồi. Thì đó cũng là học rồi và cái việc học này nó tích lũy kiến thức vào trong đầu cho chúng ta Nó tích lũy cái vốn sống cho chúng ta, cái tư duy cho chúng ta Thì sau này có giàu hay không, có làm ăn được hay không, kinh doanh được thành đạt hay không Giúp đỡ được cho mọi người và cho xã hội hay không là nhờ việc học hành nghiêm túc chăm chỉ ngay từ từ bây giờ nhá Từ bây giờ là hoặc là từ bé đi Chứ bây giờ chúng ta độ 20 tuổi rồi vô tình nghe được cái viết này của thầy thì thực ra là hơi muộn đấy Ngay từ bé chúng ta đã phải học hành nghiêm túc chăm chỉ rồi không hiểu cái chuyện này là chỉ có bài vở ở trường đâu mà nó là phải hiểu rất là rộng ra còn hiển nhiên là nếu mà chúng ta đang là học sinh chúng ta đi học ở trường thì cũng hãy cố gắng học nghiêm túc chứ cũng đừng vì là nghe báo chí nói rằng là có ông tỷ phú nọ ông tỷ phú kia không cần học mà ông vẫn giàu xong rồi chúng ta làm theo ông đấy chúng ta nhầm nhầm ở một chỗ vô cùng cơ bản người ta như thế thì người ta giàu bởi vì người ta có rất nhiều điều kiện khác nữa nó chỉ có một cái hình thức bề ngoài là không học hoặc là học ít hoặc là học trường không danh tiếng nhưng chúng ta vô tình chúng ta lại hiểu rằng cái chỗ đó lại là mấu chốt và chúng ta làm theo chúng ta cũng không học chúng ta cũng không làm bài tập chúng ta cũng lười mà chúng ta đâu biết rằng là chúng ta đang đi sai đường rồi mình làm gì có những cái điều kiện xung quanh thuận lợi làm gì có những cái yếu tố bẩm sinh tư duy vượt trội như ông ấy đâu mình học theo mỗi ông ấy việc là bỏ học đi chơi game thế thì chúng ta sẽ nghèo rồi rơi vào tệ nạn rồi thậm chí còn tù tội ấy nhá đừng đừng có hiểu nhầm như thế tiếp tục này học hành nghiêm túc chăm chỉ này rồi đấy là lúc bé nhá rồi lớn lên là gì lớn lên rồi thì làm việc ít nhất thì cũng phải chăm chỉ thầy luôn đề cao sự chăm chỉ và còn đều đặn kỷ luật thầy nói thật làm việc chăm chỉ đều đặn kỷ luật còn chưa chắc ăn ai mà còn chưa chắc giàu chứ còn lười nữa bê tha nữa không kỷ luật nữa thất thường nữa được chăng hay chớ nay thế này mai thế khác khó giàu lắm khó lắm đừng lại đừng lý do phản biện với thầy là, ui có ông tỷ phú cái gì mà con thấy ông ấy chả làm gì cả lười lắm suốt ngày chỉ đi ăn chơi đấy là lúc người ta giàu rồi mà cái chúng ta nhìn thấy cũng chưa chắc đã đúng cơ mà chúng ta nhìn thấy ông ấy đi du thuyền ông ấy đi du lịch vòng quanh thế giới rồi ông bay lên mặt trăng hay cái gì 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 theo báo chí nói như vậy nhưng đấy là lúc sau và đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy còn cái chúng ta không nhìn thấy chúng ta có biết không để lên được đến mức như vậy ông ấy có khối tài sản khổng lồ như vậy ông ấy có thời gian đi du lịch vòng quanh thế giới hay đi từ thiện khắp các mọi nơi là bởi vì trước đấy ông ấy đã phải làm việc vô cùng chăm chỉ rồi thậm chí là làm việc cả một đêm dài thức trắng không ngủ vì một vấn đề nào đấy của công ty vấn đề nào đấy trong kinh doanh vấn đề nào đấy trong kiếm tiền thậm chí là vấn đề nào đấy trong việc học hành của ông ấy thôi ông vô cùng là chăm chỉ rồi là rất là đều đặn nữa cái quãng thời gian thanh xuân tuổi trẻ cái, quãng thời gian mà có nhiều sức lực nhất nhiều hiệt, nhiệt huyết nhất thì ông cũng đã làm đều đặn rồi ngày này qua tháng khác tuần này qua tuần khác mà chúng ta có làm được như vậy không mới làm bài tập được có hai ba hôm mới nghe kênh của thầy được có độ một tuần xem được khoảng 20 mươi vít đã tưởng là ghê gớm kênh của thầy bây giờ có một nghìn vít rồi chúng ta đã xem được bao nhiêu vít rồi đấy học hành đã đều đặn chưa mà đòi là tỷ phú Thế rồi kỷ luật nữa này Chúng ta đã có kỷ luật chưa? Kỷ luật với bản thân ấy Chứ không phải kỷ luật theo nghĩa là trừng phạt Ví dụ mình đặt ra mục tiêu Một tuần Vào kênh của thầy học 3 vít Về môn toán Ở cái khối lớp của chúng ta Đã làm được chưa? Nếu mà cứ đều đặn như vậy thì đảm bảo kiến thức về môn toán của chúng ta sẽ lên Còn người nào kỷ luật ngày nào cũng học một vít Bởi vì thầy có đủ tất cả các vít thì cố gắng là làm sẽ làm đủ từ lớp 1 tới lớp 12 Hiện giờ có lớp 5, lớp 6 lớp 10, 11, 12 rồi. Tại vì lớp 8, lớp 9 là thầy chưa có thời gian làm, làm nhiều quá. Đấy, nếu mà chúng ta kỷ luật được chúng ta sẽ giỏi. Và trong kinh doanh cũng thế. Nếu mà chúng ta kỷ luật được thì khả năng thành công sẽ cao hơn là việc chúng ta cứ thất thường. Như bản thân như thầy đây này, chưa giàu nhưng mà thầy hy vọng là thầy có thể giàu được, bởi vì thầy cũng khá là chăm chỉ này, khá là đều đặn này, khá là kỷ luật. Đấy, thầy cũng làm việc nghiêm túc lắm, bởi vì là Thầy cố gắng là ngày nào cũng ra video cho bọn con Trong 2 3 năm gần đây Và 2 3 năm tới nữa đi Đấy, thì tương lai 2 3 năm tới Rất là kỷ luật Hôm nào mà không làm được, hôm sau làm bù Ví dụ mục tiêu của thầy hôm nay 2 vít Nhưng mà thầy không làm được thì hôm nay tự dưng ngủ quên, đồng hồ nó không kêu gì cả Rang rang xong rồi mình thiếp đi quên mất Rồi, ngày mai 4 vít Rồi, nếu mà ngày mai quên nữa Vì lý do phải đi ăn đám cưới chẳng hạn Hay là có việc gì đó đột xuất trong gia đình Chủ nhật quay luôn 8 vít, bù vào Đấy, tính kỷ luật nó là như vậy được chưa nào rồi tiếp theo làm gì nữa nó nhiều yếu tố lắm thực ra thì kể cái vít này có mà hàng tiếng nhưng mà kể hàng tiếng thì chúng ta đâu có ngồi nghe đâu lại tua 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 lên đúng không nào kể những ý chính thôi nhá được cái đầu thì được rồi bọn con cũng phải vận động cái đầu óc động não để suy nghĩ thêm tự nghĩ ra cho mình xem là làm sao mà để trở lên giàu có được không nào học hành nghiêm túc chăm chỉ này làm việc chăm chỉ đều đặn kỷ luật này rồi là tự học tự học nhé để trở nên giàu có mà chỉ có đến trường để học thôi không giàu đâu người ta mà dạy được cho chúng ta giàu thì, thì người ta dạy cho cả xã hội này giàu rồi đâu phải đi học và phải khổ sở lăn lộn tìm tòi rồi làm nó lăn lộn để kiếm tiền lăn lộn làm giàu như vậy đúng không rồi cả về kiến thức nữa về tình cảm nữa về tình duyên nữa về cách sống nữa có nhiều thứ lắm trong trường không có dạy hết được đâu nên là phải tự học Nhá Tự học rồi kết giao bạn bè kết giao bạn bè tốt thêm câu này cho nó chắc chứ không thì bọn này nó nghe xong nó thầy bảo nó bảo là thầy dạy là kết giao bạn bè nhưng mà thầy quên nói là kết giao bạn bè tốt thế là nó ra ngoài đường kết giao tất cả mọi người tất cả bạn bè trong đó có rất nhiều bạn bè chưa tốt bạn chưa tốt là bạn rủ mình đi chơi này rủ mình vào quán game này rủ mình hút thuốc này rủ mình dùng ma túy thử xem sao này rủ mình lô đề cho nó nhanh giàu này ủi trời ơi mày học hành thế này bao giờ mà giàu được đưa 100.000 đây tối nay tao làm cho con lô là tối có mấy triệu rồi xong mai có mấy triệu rồi mày lại chơi một nửa số tiền đấy thôi hoặc là chơi tất đi tất tay vào con đề đi năm mà có mấy chục triệu rồi mấy trăm triệu rồi đấy bạn bè như thế là bạn bè chưa tốt hãy kết giao với những bạn bè tốt bạn bè tốt là thế nào thì lại chỉa mũi tên ở đây thì nó dài lắm thôi bọn con cứ hiểu lôm na là bạn bè tốt là bạn bè mà làm cho mình tiến bộ lên nhá cùng tạo môi trường tạo phong trào thi đua học hành với nhau làm việc với nhau và giúp đỡ nhau khi khó khăn giúp đỡ nhau trong kinh doanh giúp đỡ nhau trong cái công việc lôm na là như vậy đi đấy thì những bạn bè như vậy là bạn bè tốt và có nhiều bạn bè tốt thì chúng ta cũng dễ làm việc dễ kinh doanh buôn bán dễ học tập cùng học với nhau luôn đấy cùng đi học một cái lớp nào đấy mà cùng gửi cho nhau những video hay để mà học thì đấy cũng là bạn bè tốt thì chúng ta mới có cơ hội trở lên giàu có đúng không nào rồi, rồi, rồi để làm giàu thì còn phải chốt lại với chúng ta thêm một câu nữa Nói là không bất chấp để làm giàu nhá cái chỗ này quan trọng lắm đấy không bất chấp để làm giàu Ui trời ơi nói về những cái vấn đề như này ra, à. không mà nói hàng chục vít mỗi vít có hàng chục tiếng cũng chưa có thể thỏa mãn được với nhau đâu vì mổ xẻ nó ra nhiều thứ lắm. Nhưng mà à, nói với học sinh của mình thì, thì cứ nói ngắn ngắn thôi và nói những cái ý đề cương thôi nhá không không đi vào chi tiết làm gì nữa bởi vì cũng không đủ thời gian đâu. Dần dần trong quá trình thì làm các vít toán từ giờ đến vài năm nữa có cái ý nào chi tiết thì thầy sẽ lại chia sẻ với chúng ta. Không bất chấp để làm giàu tức là ví dụ mình đi làm một công việc gì đó chính đáng bán sản phẩm bán hàng bán dịch vụ trao cho người dùng những cái giá trị và người ta trao tiền cho mình đó làm giàu vậy chính đáng còn khi mà chúng ta uh, thấy ủi làm này lâu lắm tháng được vài triệu hoặc thậm chí vài chục triệu thì cũng lâu giàu lắm lâu mua được cái siêu xe lắm bây giờ mình đi sách khoảng 5 cân ma túy 5 cân thì nó cũng nhẹ thôi chia làm hai tay mỗi tay có hai cân rưỡi sách nhẹ nhẹ hơn tập tạ nhiều mà được vô cùng nhiều tiền nhưng mà đừng có chọn cách đấy Không thoát được đâu Thoát được một hai chuyến Cứ cho là như vậy đi Mua được cái siêu xe thật đi Nhưng mà rồi chúng ta Không cân bằng được Không giữ được thân tâm Không chú ý được Lại tiếp tục sách 5 cân nữa Rồi 5 cân nữa Thì đến cái 5 cân tiếp theo Là có thể thể đã bị bắt rồi Bị bắt rồi thì sao Thì vào tù ngồi chứ còn gì nữa Vào tù ngồi thì cái siêu xe nó đâu có cho mang vào đâu Siêu xe vứt ở ngoài tịch thu luôn mất hết đấy không bất chấp để làm giàu nhá thôi video này thầy chia sẻ thế thôi được không nào còn chúng ta muốn hỏi thêm vấn đề gì muốn bình luận chia sẻ trao đổi thắc mắc gì chúng ta có thể viết xuống phần bình luận cho thầy và theo các ý thắc mắc bình luận của chúng ta thầy sẽ làm các viết chia sẻ với chúng ta dần dần để trả lời để tâm sự với nhau làm sao cho bọn con có những cái góc nhìn nó tương đối là đúng hướng ở trong đời sống bên cạnh cái việc học toán và thầy nói rồi đấy nó hơi tiêu cực một chút học toán nhiều đến mấy đi chăng nữa rồi sau này chúng ta cũng quên nhiều lắm chúng ta không có sử dụng bao nhiêu đâu học bây giờ trước mắt là để đối diện với các kỳ thi và học đôi khi là để rèn bản thân đấy rèn cái gì rèn cái sự nghiêm túc rèn sự chăm chỉ rèn sự kỷ luật sáng nào cũng học video toán của thầy làm được không đấy nếu kỷ luật về việc học mà làm tốt thì kỷ luật khi đi làm việc cũng sẽ tốt mà kỷ luật khi làm việc tốt thì tất nhiên là nó sẽ thành công trong công việc và hiển nhiên là chúng ta sẽ có lương cao rồi có vốn có nhiều tiền thì chúng ta có chuyện mua được cái này mua được cái kia nhưng mua được rồi xong rồi sao lại phải quay lại cái câu chuyện là giữ cân bằng các mặt chú ý về thân tâm của mình chứ không thì nó lại lại xa đà ngay lại lệch lạc đúng, đúng không nào nhá hoan nghênh ý kiến chia sẻ bình luận thắc mắc của bọn con